Chào các bạn, làm cây vải. Đây là cây vải u hồng ở tổ dân phố Nhập Thành, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đã nở hoa các bạn ạ. Cây vải này mình quay một lần rồi. Hoa nở khá nhiều chứ không phải ít đâu. Mình phóng to các bạn quan sát nhé. Là hoa dài rồi. Phải có con ong đấy. Mình phóng to, mình đưa máy quay phim lên các bạn quan sát. Hai cây này đều nở hoa rồi. Đấy. Con ong đang bay nhé, mình phóng to ra nha. Thời gian bây giờ là buổi sáng ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tức là ngày mình xuống thấp mình quay kênh này. Ngày mùng 5 tháng Giêng, mùng 5 Tết Giáp Thìn nhá. Mình cho điện thoại zoom nhỏ lại nhé. Đây, rất rõ ràng. Đúng, bật flash lên cho nó sáng. Chói thế. Đây. Vậy là các bạn làm u hồng ở ngoài miền Bắc là bao giờ không còn cơ hội làm hoa đâu nhá. Ai tịt 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 luôn, đang nghỉ luôn nhá. Đây, đây. Thôi mình dừng video nhé, mình chỉ cập nhật thôi. Thì tới thời điểm này là sau lập xuân 10 ngày, vải u hồng Lục Ngạn Bắc Giang đã nở hoa cái, nở hoa đực. Vườn này là vườn anh trai mình, ở gần cái cổng đi vào đơn vị sư đoàn 3 anh em cũ nhé, ngày xưa. Đấy, hoa nở rất nhiều rồi, mình dừng video tại đây.